Đoàn Văn Hậu được đội bóng hàng đầu nước Đức đặc biệt quan tâm. Theo thông tin từ trang chuyển nhượng bóng đá quốc tế Football Transfers, câu lạc bộ Borussia Mönchengladbach đang xếp hạng 4 tại Bundesliga, giải vô địch quốc gia của Đức, để mắt và có ý định chiêu mộ hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Theo Football Transfers, câu lạc bộ Mönchengladbach đã để ý đến Đoàn Văn Hậu từ năm 2017, khi cầu thủ sinh năm 1999 đến Đức tập huấn, chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2020 trong màu áo U20 Việt Nam. Đội bóng xếp hạng 4 Bundesliga sau đó đã theo dõi Đoàn Văn Hậu ở các giải đấu quan trọng như vòng chung kết U23 châu Á, ASEAN 18, AFF Cup 2018 và gần nhất là vòng chung kết Asian Cup 2019. Đặc biệt, lãnh đạo đội bóng Đức đã đến Thái Lan theo dõi cầu thủ người Thái Bình thi đấu trong trận đấu gặp Bangkok United tại khuôn khổ vòng loại AFC Champions League. Cây viết của Football Transfer cho rằng Đoàn Văn Hậu có đầy đủ các tố chất mà câu lạc bộ Mönchengladbach tìm kiếm. Anh chàng sở hữu chiều cao khá lý tưởng 1m85, tinh thần thi đấu lăn xả, vừa có khả năng phòng ngự và hỗ trợ tấn công cực hay. Đội bóng Đức sẽ đàm phán với câu lạc bộ Hà Nội về việc xuất ngoại của hậu vệ sinh năm 1999. Tuy nhiên, Mönchengladbach đưa ra yêu cầu để Văn Hậu thử thách và hòa nhập tại một câu lạc bộ xếp hạng thấp hơn ở Bundesliga hoặc giải đấu Bundesliga 2 trước khi để anh chính thức khoác áo Mönchengladbach. Đoàn Văn Hậu năm nay 20 tuổi, nhưng anh đã sở hữu một gia tài lớn, những thành tích xuất sắc từ các cấp độ giải trẻ cho đến đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hậu vệ trái này nhận được nhiều lời khen và đánh giá cao từ giới chuyên môn. Không chỉ là tài năng trẻ của Việt Nam, Văn Hậu cũng được biết đến là cầu thủ trẻ tiềm năng của bóng đá châu Á. Dự kiến trong hôm nay 14 tháng 3, Văn Hậu cùng các đồng đội tại câu lạc bộ Hà Nội sẽ trở lại hội quân cùng huấn luyện viên Park Hang-seo chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á.